thế còn nếu mà người ta làm giỏi rồi thì người ta làm cái công nghệ của nó càng sử dụng chất là mới làm cho nên là nó chuyển nhanh. Làm cái này liên tục đâu làm chắc cái kia nên hắn nên là hắn toàn làm bàn ghế kiểu dạng bê tông ấy, còn vợ hắn là hắn vợ hắn làm cái vợ đây này thì lại không làm được cái này. Chỗ kia thì cũng là đây hai chỉ hai vợ chồng làm thôi, nhưng mà tay kia thì chỉ vợ làm, còn chồng thì lại làm việc khác. Chồng thì bàn ghế đấy, đá thì đá gỗ, chồng thì nó nhiều loại, chồng đây có cả những cái to lớn. Hắn bên đây cũng thế. Nhưng mà hắn chuyên về chậu, không còn không mấy đồ khác. Thì năm nay là đến mùa mẫu thì hắn không làm, hắn đi nhập ở nơi khác về xong rồi làm thì xong rồi hắn đi hắn ai người ta mua này bán nó mắc người ta rồi. Mùa nhà cũng làm toàn hàng làm bằng đặc, không làm thủ công luôn, làm tất cả các cái chậu bằng lăng rất là chuẩn kiểu. Quay ở đâu cái bọn mà nó làm các cái hoa văn
Thank you.
dạng. Cho nên là cái này nó may, cái may ở cái điểm này nó cũng đẹp. Cái khu ở đông kia nó không ai thổ nhĩ. Có ra gì? Ra gì? À. Có rồi.